Sư phụ bảo: Chú nói chú có trí tuệ, bây giờ tôi hỏi mà chú đáp được thì tôi công nhận. Thầy Thông Lạc nói: Thỉnh thầy hỏi. Sư phụ đưa ra một công án thiền. Có một thiền sư hỏi thiền khách: Phật là gì? Thiền khách đáp mãi mà thiền sư không đồng ý. Bây giờ tôi hỏi chú: Phật là gì? Như trái banh nổi trên nước, đụng là xoay, đẩy là chạy. Thầy Thông Lạc liền đáp: Thầy có thấy lá cây rung trước gió chăng? Sư phụ gật đầu và đưa ra một công án khác. Có một thiền khách hỏi Động Sơn: Thế nào là đại yếu Phật Pháp? Động Sơn đáp: Ba cân gai. Vậy tôi hỏi chú, ba cân gai là gì? Thầy Thông Lạc đáp nhanh như gió, không cần suy nghĩ: Đạo không lìa đời. Sư phụ gật đầu, đọc một đoạn trong kinh Lăng Già để ấn khả chỗ đến của thầy Thông Lạc. Tức là thầy đã kiến tánh Phật. Người thông suốt 1700 công án thiền là trí, chứ không còn là thức phàm phu nữa. Sư phụ có bảo: Nếu chú có ở gần tôi, chú đã đến chỗ này sớm hơn. Thầy Thông Lạc lại thưa: Thưa thầy, cho phép con nhập niết bàn. Năm nay chú bao nhiêu tuổi? Dạ, hơn 50 tuổi. Chú hãy còn trẻ lắm, hãy ở gần tôi thêm lợi ích và trợ duyên tôi giáo hóa. Duyên đã tạo ra được, từ đây thầy Thông Lạc bình thản ở lại và tìm một cách dựng lại chánh pháp của Phật. Sư phụ lại đưa cho thầy nhiều kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông để mở mang kiến thức.